Chào tất cả các bạn đến với kênh Trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng của kênh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Nếu bạn đã từng yêu, bạn sẽ biết cảm giác nó đẹp đến nhường nào. Cảm giác hạnh phúc liên tục và cồn cào trong bụng. Đó là một giai đoạn hạnh phúc của cuộc đời mà ai cũng muốn trải qua một lần. Nhưng bạn có biết rằng tình yêu giúp bạn trưởng thành hay không? ai đó đến cuộc đời bạn như là một quý nhân trong tình yêu nếu bạn đang có một mối quan hệ lành mạnh với một người yêu thương và đánh giá cao bạn điều đó chắc chắn sẽ xảy ra tình yêu khiến bạn làm được rất nhiều điều đánh giá cao bản thân và trưởng thành là hai yếu tố đầu tiên nếu bạn đã từng ở trong một mối quan hệ hoặc bạn đang ở trong một mối quan hệ bạn sẽ biết tác động của nó như thế nào bạn có thể sẽ thay đổi theo hướng tốt hơn hoặc xấu hơn. Trong video này, cô Can nói về một số cách mọi người phát triển thành phiên bản tốt nhất trong tình yêu. Thứ nhất, bạn nhìn thế giới một cách khác biệt khi bạn đang yêu. Bạn nhất định phải dành nhiều thời gian hơn cho đối phương. Không quan trọng là bạn gặp trực tiếp hay qua điện thoại. Bạn sẽ thấy mình nói chuyện với họ nhiều hơn và dành nhiều thời gian cho họ hơn Điều này làm cho bạn nhìn thế giới khác đi phải không? Nếu bạn gặp khó khăn trong một tình huống mà bạn đang đứng lên chống lại điều gì đó mà bạn cảm thấy là đúng, thì việc ở bên ai đó sẽ mang lại cho bạn một góc nhìn mới mẻ để nhìn vào. Có thể điều bạn tin vào lúc này không phải là điều mà người ấy của bạn cũng tin tưởng. Điều này giúp đảm bảo rằng bạn phân tích lại tình hình và đánh giá xem suy nghĩ của bạn có đúng hay không có thể là bạn đã đúng trong khi người ấy của bạn thì không tuy nhiên đôi khi bạn cần phải bước ra khỏi vùng an toàn đó và nhờ ai đó cho bạn biết cách khác để nhìn tình huống theo một khía cạnh khác ở trong một mối quan hệ nếu người ấy của bạn không đặt câu hỏi về những quyết định sai lầm của bạn thì những mối quan hệ đó sẽ hạn chế sự phát triển bản thân của bạn với tư cách là một con người điều thứ hai người ấy của bạn giới thiệu cho bạn những điều mới mà bạn thích chúng ta rất sợ thử những điều mới đến nỗi chúng ta phải tuân theo vùng an toàn của mình ở trong một mối quan hệ giúp bạn bước ra khỏi vùng an toàn đó nó giúp bạn thử những điều mới trong cuộc sống mà trước đây bạn sợ ngoài ra còn có một số tình huống mà chúng ta cực kỳ bất đắc dĩ phải đối mặt có ai đó ủng hộ bạn giúp bạn có đủ can đảm để mạnh mẽ đối đầu đây là một trong những lý do tại sao tình yêu giúp bạn trưởng thành hơn điều thứ ba giúp nuôi dưỡng những thói quen tốt hơn yêu và có một mối quan hệ lành mạnh sẽ giúp nuôi dưỡng những thói quen tốt hơn theo thời gian nếu bạn là người dậy muộn và người ấy của bạn là người dậy vào buổi sáng sớm hơn cuối cùng bạn sẽ thấy mình sẽ hình thành thói quen thức sớm hơn điều cực kỳ quan trọng là đảm bảo rằng bạn có những thói quen tốt từ người ấy của mình trong một mối quan hệ đó không chỉ là những cử chỉ và khoảnh khắc dễ thương mà đó là cách bạn ảnh hưởng đến nhau để tốt hơn về lâu dài trong một mối quan hệ bạn phát triển với người ấy của mình và điều đó cũng được đáp lại thứ tư những lời khẳng định tích cực người ấy có khả năng để bạn đánh giá cao bản thân mình hơn những gì bạn thật sự làm nếu bạn thường xuyên đấu tranh để tìm ra những điều tốt đẹp bên trong mình và không thừa nhận những phẩm chất tuyệt vời mà bạn sở hữu. Rất có thể việc ở trong một mối quan hệ có thể thay đổi điều đó đối với bạn. Theo thời gian, bạn phát triển nhận thức tích cực hơn về bản thân. Nếu bạn là một người luôn tự nói về bản thân một cách tiêu cực, thì đây là một trong những điều tuyệt vời nhất mà bạn có thể trải nghiệm. Ví dụ, nếu bạn tin rằng bạn không giỏi công việc của mình, nhưng người ấy của bạn đã nói với bạn những điều tích cực nhất quán trong nhiều năm nay, thì tại một thời điểm bạn sẽ bắt đầu thừa nhận quan điểm của họ điều này giúp nuôi dưỡng sự tự tin tốt hơn về lâu dài nó khiến bạn trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình cả về thể chất và tinh thần nếu bạn thường xuyên phàn nàn về ngoại hình của mình thì lời khen của người ấy có thể thay đổi nhận thức đó đối với bạn điều thứ năm bạn bắt đầu là chính mình nếu bạn thích ca hát nhưng luôn ngăn cản bản thân vì sự càng ngăn thường xuyên từ người khác. Rất có thể tình yêu có thể thay đổi điều đó đối với bạn. Người ấy của bạn ở đây để nói cho bạn biết sự thật. Nếu họ nghĩ rằng bạn có tiềm năng trong việc làm điều gì đó, rất có thể họ sẽ khuyến khích bạn làm điều đó. Trong trường hợp người ấy của bạn cho rằng đây không phải là điều bạn định làm, họ có thể cũng sẽ nói điều đó. Ở trong một mối quan hệ tình yêu lành mạnh sẽ giúp bạn bắt đầu là chính mình nó giúp bạn trở thành chính bạn hơn bao giờ hết. Nếu bạn luôn đấu tranh để thừa nhận những điều kỳ quặc của mình, người ấy của bạn có thể khiến bạn chấp nhận chúng. Người ấy của bạn thường thể hiện phần tốt nhất của bạn. Và đó không chỉ là một câu nói, mà là một sự thật thực tế. Điều thứ sáu, người ấy hỗ trợ ước mơ của bạn. Nếu bạn có ước mơ bắt đầu kinh doanh của riêng mình, rất có thể người ấy của bạn có thể giúp bạn phát triển theo hướng đó. Đôi khi, Tất cả chúng ta đều cần thêm động lực để theo đuổi những điều mà trước đây chúng ta có thể không làm được. Giả sử, nếu bạn muốn bắt đầu một nhà hàng của riêng mình, rất có thể sự hỗ trợ của người ấy có thể giúp bạn thực hiện được bước tiến đó. Nếu bạn đang yêu và nếu đối phương tin vào ước mơ của bạn, họ sẽ để bạn theo đuổi chúng và đầu tư vào chúng trong khi đối phương lo những việc còn lại. Vì vậy, nếu bạn đang tự hỏi làm thế nào tình yêu có thể giúp bạn trở thành một người tốt hơn nó cho phép bạn bắt đầu chấp nhận cá nhân của mình và bắt đầu làm việc để biến ước mơ của bạn thành hiện thực điều thứ bảy tăng cường sức mạnh cảm xúc bạn có thể là người mạnh mẽ nhất về mặt cảm xúc nhưng mỗi người trong chúng ta đều có những điểm yếu riêng mà chúng ta cố gắng khắc phục một trong những lý do khiến tình yêu giúp bạn trở thành một người tuyệt vời vì nó dạy cho bạn tính dễ bị tổn thương chúng ta có một quan niệm rất sai lầm về tính dễ bị tổn thương cho rằng đó là thứ mà chỉ những người yếu đuối mới phát huy ra nhưng khi bạn đang yêu và có ai đó bên cạnh bạn bạn trở nên mạnh mẽ hơn về mặt cảm xúc có ai đó để trở về nhà sau một ngày khó khăn là một cách tuyệt vời để nhắc nhở bản thân rằng bạn không cần phải lúc nào cũng mạnh mẽ đôi khi yếu đuối cũng không sao nó cho bạn biết rằng bạn có người hỗ trợ bạn vào cuối ngày nó giúp bạn trở nên mạnh mẽ hơn về mặt cảm xúc về lâu dài điều thứ tám nó dạy cho bạn sự tin tưởng thông thường chúng ta tan vỡ sau một mối quan hệ tồi tệ chúng ta ngừng tin tưởng mọi người yêu và có một mối quan hệ lành mạnh giúp bạn xây dựng lòng tin tốt hơn và đảm bảo rằng bạn không phải đấu tranh về tinh thần nó dạy bạn rằng vào cuối ngày bạn có một người mà bạn có thể dựa vào và tin tưởng bạn nhận ra rằng ngay cả khi những ngày ảm đạm bạn vẫn có một người luôn ủng hộ bạn khi bạn bắt đầu tin tưởng mọi người điều đó sẽ giúp phát triển tình yêu bản thân và trở thành người tốt hơn với tình yêu thương yêu nhau khiến bạn nhận ra rằng bạn có những người luôn dựa vào bạn về mặt tình cảm để hỗ trợ điều thứ chín bạn bắt đầu tin vào những gì bạn nói một cách nhất quán nếu tâm trí của bạn luôn nói rằng bạn không xứng đáng nó có thể sẽ thay đổi khi bạn đang yêu trong một mối quan hệ lành mạnh có khả năng người ấy của bạn sẽ nói những lời khẳng định lành mạnh và tích cực họ sẽ lấp đầy đầu bạn bằng cách tự nói chuyện tích cực điều mà bạn có thể đã không có trong một thời gian dài đây là một trong những điều mà tình yêu có thể khiến bạn trưởng thành hơn khi bạn luôn có một người yêu và chấp nhận con người của bạn bạn bắt đầu tin họ Điều đó sẽ không xảy ra trong một sớm một chiều Mà mọi điều xảy ra theo thời gian Điều thứ 10 Đây có thể không nhất thiết là một tình huống cho thấy Bạn trưởng thành như thế nào Nhưng nó giúp bạn nhận ra giá trị bản thân Khi bạn ở trong một mối quan hệ với một người Làm cho bạn hạnh phúc Và mang lại cho bạn niềm vui Cuộc sống của bạn sẽ trở nên tốt hơn rất nhiều Bạn bắt đầu làm mọi việc một cách vui vẻ Bạn chấp nhận mặt tốt của mình và bạn tin tưởng vào bản thân mình hơn những thói quen này kết hợp với nhau để nâng cao hơn nữa uy tín của bạn và khiến bạn trở thành một người tốt hơn về lâu dài hãy nhận ra rằng những điều này xảy ra khi bạn đang có một mối quan hệ lành mạnh với một người đánh giá cao bạn và những điều kỳ quặc của bạn bạn dần dần trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình đó là điều quan trọng cuối cùng thì những gì bạn làm và những cơ hội bạn có được trong cuộc đời mới là điều quan trọng thông qua chủ đề của video lần này quốc anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo mà quốc anh có đính kèm bên dưới mỗi video quốc anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại